Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức Xoáy TV. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn tin tức không thể dựa vào Mỹ, tướng Việt Nam quyết định táo bạo dập tắt mưu đồ Trung Quốc thay đổi cục diện Biển Đông. Thưa quý vị, năm ngoái Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã kêu gọi đất nước sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh nhân dân trên biển. Các nhà lãnh đạo khu vực Washington không được xem nhẹ những phát ngôn của Thường Vạn Toàn. Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn đã kêu gọi đất nước sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh nhân dân trên biển. Mục đích của chiến dịch này là bảo vệ chủ quyền sau phán quyết của Tòa trọng tài rằng tuyên bố của Bắc Kinh về chủ quyền không thể tranh cãi đối với 80-90% Biển Đông là không có cơ sở. Một cường quốc không thể đơn giản chiếm đoạt vùng biển của các nước láng giềng yếu hơn và biến vùng biển đó thành của mình. Dù điều gì xảy ra thì Trung Quốc cũng không thể thực hiện điều đó một cách hợp pháp. Họ sẽ làm điều đó thông qua xâm chiếm và sau đó củng cố với sự hiện diện quân sự. Do đó, các bảo vệ tự do hàng hải phải chống lại lời kêu gọi đó của Thường Vạn Toàn. Các nước Đông Nam Á và các liên minh bên ngoài khu vực của các nước này cần phải xem xét kỹ những tuyên bố của Trung Quốc, phải dành nhiều thời gian tính đến một viễn cảnh có chiến tranh trên Biển Đông. Đó là điểm đầu tiên về chiến tranh nhân dân trên biển và va chạm quân sự là hoàn toàn có thể. Các nhà lãnh đạo ở Manila, Hà Nội và Washington không được xem nhẹ những phát ngôn của Thường Vạn Toàn. Thực tế, khó có thể tin tưởng Trung Quốc sẽ tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài ngay cả khi giới lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn làm như vậy, vì điều này có thể gây ra phản ứng bất lợi trong nước. Trong hai thập kỷ qua, Bắc Kinh đã đầu tư rất lớn cho Hải quân, tăng cường trang bị cho lực lượng này, pháo, máy bay chiến đấu, vệ phòng, tên lửa chống tàu, tàu chiến có phạm vi hoạt động ngắn như tàu ngầm chạy diesel vào tàu tuần tra cao tốc. Lãnh đạo Trung Quốc đã lấy lòng quần chúng bằng việc phô diễn họ sẽ sử dụng lực lượng trên biển để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và giành lại danh tiếng cho đất nước. Giờ thì họ phải theo đến cùng. Thật là ngớ ngẩn khi gắn danh dự và chủ quyền quốc gia vào các tuyên bố chủ quyền đối với các hòn đảo và vùng biển. Nhưng lãnh đạo Trung Quốc đã làm vậy. Họ liên tục làm vậy công khai và kiên định. Bằng những lời nói, họ dần dần đã tạo nên quan điểm dân tộc chủ nghĩa, đồng thời biến họ phải chịu trách nhiệm đối với chủ nghĩa dân tộc đó. Họ làm dấy lên những kỳ vọng sai trái trong suy nghĩ của người dân, phá vỡ những kỳ vọng này gần như là không thể. Nếu bây giờ Bắc Kinh giảm bớt những đòi hỏi chủ quyền thì người dân sẽ phản xét giới lãnh đạo chính những tiêu chuẩn họ đặt ra. Lãnh đạo đảng sẽ phải chịu chỉ trích là những người yếu đuối dâng lãnh thổ cho người khác và không thể trả thù cho một thế kỷ chịu nhục nhã. Mặc dù Trung Quốc đang trỗi dậy, trở thành một cường quốc, không vị lãnh đạo Trung Quốc nào chịu để bị coi là một người yếu đuối. Điều đó vô cùng nguy hiểm ở Trung Quốc. Các nhà đàm phán và nhà ngoại giao Trung Quốc rất khó để có thể xuống nước trước những cam kết công khai, do đó họ phải cam kết và ràng buộc bản thân để giữ lời hứa, không giữ được lời hứa là họ đã tự hạ thấp bản thân mình. Như những nhà lãnh đạo khác, lãnh đạo ở Bắc Kinh cũng muốn đạt được mục đích mà không cần chiến tranh, nhưng chiến đấu lại có thể là lựa chọn ít tồi tệ nhất trong những lựa chọn mà họ có. Thật là một hoàn cảnh khó khăn mà họ đã tự tạo ra cho mình. Điều này dẫn tới điểm thứ hai, từ những lời lẽ của tướng Thường Vạn Toàn, có thể thấy chính sách ngoại giao cây gậy nhỏ vẫn đang được thực hiện. Chính sách ngoại giao cây gậy nhỏ là triển khai lực lượng hải giám cùng những dịch vụ hàng hải phi quân sự khác tới khống chế các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền. Chiến lược này coi chủ quyền của Bắc Kinh Trung Quốc trên Biển Đông như là một thực tế và thách thức cả những đối thủ vượt trội hơn, đảo ngược thực tế đó. Nếu không có sự phản đối, chủ quyền thực tế của Trung Quốc, nước gần như độc quyền sử dụng vũ lực trong đường biên giới do họ phác thảo trên bản đồ, sẽ ngày càng được củng cố theo thời gian. Khi điều này trở thành tình trạng bình thường mới, nó thậm chí còn có thể bắt đầu khoác trên mình vòng hào quang của tính hợp pháp. Phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế được thành lập theo phụ lục 7 của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, đã giáng một đòn mạnh vào chính sách của Trung Quốc, làm sụp đổ những luận điệu nguy biện pháp lý đằng sau chính sách cây gậy nhỏ của Trung Quốc. Phán quyết này chỉ rõ lực lượng biển của Trung Quốc hoạt động ở vùng đặc quyền kinh tế của Philippines chính là những kẻ xâm lược hoặc chiếm đóng chứ không phải là cảnh sát đang bảo vệ vùng biển. Nhưng nếu Bắc Kinh không thể đạt được mục đích thông qua các tàu hải cảnh thân trắng thì họ sẽ dùng vũ lực. Tướng Thường Vạn Toàn từng nói các quốc gia có chủ quyền triển khai các phương tiện hành pháp để bảo vệ những gì thuộc chủ quyền của họ. Các quốc gia có chủ quyền triển khai lực lượng quân sự để chiến đấu giành lấy những gì đang trong tranh chấp. Lời nói của tướng Toàn ngụ ý rằng Bắc Kinh từ bỏ phương pháp mềm mỏng và thừa nhận Đông Nam Á là khu vực có xung đột.
Ngoài ra nên để ý tới biệt ngữ mà Tướng Toàn sử dụng. Chiến tranh nhân dân là cụm từ thuộc chủ nghĩa Mao, sử dụng để truyền đạt những ý tưởng quân sự. Đội Hồng quân của Mao Trạch Đông đã tiến hành chiến tranh nhân dân để chiếm giữ những vùng đất tranh chấp từ tay quân xâm lược Nhật Bản hay từ Trung Hoa Dân Quốc. Có vẻ Trung Quốc giờ đã nhìn Biển Đông với những thuật ngữ tương tự, một chiến trường ngoài khơi nơi kẻ thù phải bị đánh bại bằng vũ lực. Nhưng không chỉ có quân đội, Bắc Kinh sẽ không rút lực lượng hải cảnh, lực lượng chấp pháp biển hay các tàu đánh cá, lực lượng dân quân không chính thức ra khỏi các vùng biển tranh chấp. Đội ngũ này sẽ đóng vai trò như một bộ phận trong hạm đội của chính phủ. Tuy nhiên, hải quân và không quân thuộc quân đội Trung Quốc vẫn đóng vai trò nòng cốt. Trong khi thực hiện chính sách cây gậy nhỏ, cây gậy to là sức mạnh hải quân luôn tạo ra mối đe dọa ngấm ngầm từ phía sau. Các thủy thủ Philippines và Việt Nam hiểu rất rõ lực lượng hải cảnh Trung Quốc sẽ được hỗ trợ nếu họ bị thách thức trong tương lai. Các vị tư lệnh của Trung Quốc có thể sẽ không ngần ngại phô trương cây gậy to, đe dọa công khai hơn là chỉ giữ nó ở mức độ kín đáo như hiện nay. Điểm thứ ba, chiến lược chiến tranh nhân dân trên biển sẽ đối đầu với liên minh lai tạp của các nước bên ngoài như Mỹ. Có thể cả Nhật Bản và Úc sẽ cung cấp phần lớn sức mạnh chiến đấu hạng nặng. Philippines sẽ bị đánh bại. Việt Nam có một quân đội mạnh mẽ can trường nhưng sẽ gặp vô vàn khó khăn khi chống lại gã khổng lồ phương Bắc nếu không có sự hỗ trợ. Sự tạo thành một liên minh kỳ dị như vậy càng tạo ra cho Bắc Kinh những cơ hội phá vỡ liên minh. Trung Quốc có thể sẽ cho rằng bất cứ xung đột nào trên Biển Đông sẽ trở thành một cuộc chiến tranh có giới hạn đối với người Mỹ. Một cuộc chiến mà Mỹ sẽ ấn định quy mô lực lượng được phái đi để hỗ trợ cho các quốc gia đồng minh và chỉ dẫn các tướng lĩnh thực hiện tốt nhất nhiệm vụ với nguồn lực mà họ có. Những chiến lược như vậy là hoàn hảo cho các hoạt động can thiệp gây rối nhưng ít khi mang tính quyết định. Ví dụ vào năm 1807, tướng Wellington đã dẫn đầu một đảo quân đổ bộ vào Imperia. Đảo quân viễn chinh này đã buộc Napoleon phải bước vào một mặt trận mới dai dẳng ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tướng Wellington chưa bao giờ tự lừa dối mình rằng ông sẽ thắng một cuộc chiến tranh trải dài trên khắp lục địa chỉ với một đội quân viễn chinh khiêm tốn, được tăng cường bởi lực lượng du kích và hải quân Hoàng gia Anh. Tương tự, chiến tranh nhân dân có thể trụ vững được lâu hơn trước những đối thủ mạnh hơn trong những bối cảnh như vậy. Nếu Trung Quốc là bên yếu hơn nhưng có nguồn sức mạnh cứng đáng kể thì đối thủ của họ sẽ phải mất thời gian. Mỹ sẽ phải bước vào một cuộc chiến không có hồi kết ở một khu vực xa xôi, ngoài khơi của đối thủ mà không có hy vọng chiến thắng. Trong những trường hợp như thế, chiến tranh nhân dân là lựa chọn tối ưu do sự bền bỉ của nó. Nếu Trung Quốc là bên yếu hơn nhưng có nguồn sức mạnh cứng đáng kể thì đối thủ của họ sẽ phải mất thời gian. Lực lượng vũ trang Trung Quốc sẽ có cơ hội vừa câu giờ vừa tập hợp nhiều sức mạnh hơn, đồng thời bào mòn sức chiến đấu của kẻ thù. Tóm lại, Trung Quốc có thể giành ưu thế ngay cả khi họ yếu hơn Mỹ về toàn diện. Quân đội Trung Quốc có thể thu hẹp hoặc đảo ngược cán cân sức mạnh tại chiến trường. Chế ngự đội quân của Mỹ và thời gian mới thực sự là vấn đề. Nó có thể làm Mỹ nản lòng. Lãnh đạo Mỹ có thể thất vọng với việc duy trì nhiệm vụ mà không biết tới khi nào mới kết thúc. Hoặc Trung Quốc có thể trụ lâu hơn Mỹ, gây ra cho Mỹ những tổn thất về lâu dài và khiến cái giá phải trả cho việc duy trì tự do trên biển cao hơn mức mà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng chi trả. Nếu Mỹ rút quân về nhà, chiến dịch sẽ bị sụp đổ. Bằng cách nào mà quân đội Trung Quốc có thể làm được điều đó? Đó là tuân thủ triệt để những phương pháp chiến tranh truyền thống từ lâu đời, không thể nào dựa vào dự đoán trước được những chiến thuật và cách thức hoạt động của họ trên Biển Đông. Mặc dù có thể tiên liệu được họ về mặt chính trị và chiến lược, có thể tiên liệu được về mặt chính trị và chiến lược của Trung Quốc vì giới lãnh đạo đảng đã tự dồn họ cùng với các cử tri của mình vào chân tường. Không thể dự đoán được về chiến thuật vì đó là cách mà lực lượng vũ trang Trung Quốc đã chiến tấu từ thời Mao Trạch Đông tới nay. Phòng thủ tích cực là khái niệm mà Mao hệ thống hóa các ý tưởng của ông về chiến tranh nhân dân và tới nay vẫn là trọng tâm của chiến lược quân đội, quân sự của Trung Quốc. Ý đồ của phòng thủ tích cực là một nước Trung Quốc yếu hơn có thể thử nhồi, một nước mạnh hơn đến chỗ triển khai quân đội quá mức và tự làm mệt mỏi mình trước khi Trung Quốc có đòn phản pháo. Nếu cách tiếp cận làm tiêu hao sinh lực như vậy có thể thực hiện ở phạm vi rộng lớn, lực lượng vũ trang Trung Quốc cùng với thời gian có thể gây ra những thất bại chiến thuật, làm suy yếu kẻ thù theo thời gian. Như vậy, phòng thủ tích cực là khai thác tấn công chiến thuật cho các chiến dịch phòng thủ chiến lược để theo đuổi chiến thuật đó. Các tư lệnh Trung Quốc sẽ tìm các quân đội kẻ thù đang bị cô lập mà họ có thể tấn công ở đường biên ngoài, bao vây và tiêu diệt họ. Tác động dồn lại của việc bị thua trận chiến thuật lặp đi lặp lại sẽ bào mòn kẻ mạnh và khiến lãnh đạo của kẻ thù trở nên nghi ngờ về việc liệu cuộc chiến có xứng đáng với sự vất vả, nguy hiểm và chi phí mà họ phải trả ra hay không.
Nếu không tư duy logic lợi ích cái giá phải trả buộc lãnh đạo Mỹ sẽ phải nghĩ đến đường rút lui và Trung Quốc sẽ giành thắng lợi mà không cần đến một chiến thắng hoàn toàn trước các lực lượng liên quân. Do đó, những thủy thủ và phi công của Mỹ và các nước đồng minh phải nghiên cứu các phương pháp quân sự truyền thống của Trung Quốc, tích lũy kiến thức về các hoạt động quân sự trên biển của Trung Quốc tại Biển Đông. Hãy đặt mình vào vị trí Trung Quốc sau khi đã xây dựng một đội quân du kích trên biển, một đội quân hải cảnh ấn tượng, một lực lượng hải quân lớn nhất châu Á và một kho vũ khí quy mô lớn có đủ khả năng gây ảnh hưởng. Liệu bạn có thể kết hợp tất cả những yếu tố này thành một công cụ chiến đấu sắc bén và củng cố kiểm soát vùng biển nửa kín này hay không? Những nỗ lực nhìn xa trong giọng này có thể sẽ được đền đáp xứng đáng nếu Trung Quốc nỗ lực đưa khái niệm chiến lược của tướng Thường và Mao vào thực tiễn. Trung Quốc hiện tại không phải là một Trung Quốc dưới thời Mao Trạch Đông. Trung Quốc hiện là một cường quốc về kinh tế và quân sự. Trung Quốc có thể chiến đấu độc lập. Quân đội Trung Quốc hiện nay có nhiều sự lựa chọn hơn rất nhiều so với Hồng quân của Mao, không chỉ theo đuổi học thuyết chiến tranh nhân dân. Đơn thuần theo chủ nghĩa Mao mà quân đội Trung Quốc còn theo đuổi một sự phối hợp giữa các đơn vị tham chiến lớn và nhỏ để chống lại liên minh do Mỹ đứng đầu. Bởi vậy mà chiến tranh nhân dân có thể bắt đầu giống như một trận hải chiến theo quy ước nếu Bắc Kinh tin rằng cán cân quân sự và xu hướng là có lợi cho họ. Hãy cùng xem xét lại cách mà Trung Quốc tham chiến, thói quen và tư duy chiến tranh của Trung Quốc. Nhưng những điều này không chỉ đơn thuần phản ánh mô hình của chủ nghĩa Mao trong những năm 1930-1940. Trung Quốc có thể biến hóa học thuyết của Mao trong các đấu trường ngoài khơi như thế nào và làm sao để một liên minh khó điều phối có thể chiến thắng được chiến lược của Trung Quốc là các câu hỏi đặt ra cho những người ủng hộ tự do hàng hải. Bản tin ngày hôm nay chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại!